Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ được nghe những anh chị cần tìm một nửa của mình chia sẻ về cuộc đời của họ. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh mở ra thì mỗi người tham gia đều làm một video phỏng vấn nói về bản thân của mình và những người muốn tham gia chương trình sẽ cùng nhau đi tìm một nửa yêu thương của mình trong số những video mà Uyên Quỳnh đưa lên. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không chọn cho những anh chị em, các anh chị em tự chọn cho mình. Khi chọn được cho mình một người vừa ý rồi á thì nhắn tin cho Uyên Quỳnh và Uyên Quỳnh sẽ hỏi đối phương xem họ có đồng ý hay không, thì Uyên Quỳnh sẽ để cho hai người gặp mặt nói chuyện với nhau. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không sắp xếp cho người này với người kia mà anh chị tự chọn nhau. Và tại vì trong thời gian này Uyên Quỳnh quá bận rộn nên những quý vị khán giả nào muốn tham gia chương trình vui lòng gửi tin nhắn. Và sau khi gửi tin nhắn thì mong rằng quý vị vui lòng chờ đợi, Uyên Quỳnh sẽ xem tin nhắn và sẽ trả lời từng quý vị một. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Dạ, trước tiên á là em xin chào anh ha. Dạ, cảm ơn. Anh có thể cho em biết anh tên gì và anh chào cộng đồng mạng được không? Dạ, xin chào cộng đồng mạng, chào cô Quyên. Tôi tên Phương Nguyễn, 65 tuổi, sống ở thành phố Santa Ana, California. Dạ. Anh 65 tuổi rồi, hiện tại anh có làm gì không? Chắc là anh nghỉ hưu rồi hả? Hai lần anh chú có quên nói nghe không rõ. Dạ, anh hiện tại chắc là nghỉ hưu rồi hả? Hiện tại thì bây giờ công việc tôi thì làm nó cũng không có đều lắm. Để làm phụ bên công tác sinh nữa mà. Dạ. Công việc nó không đều lắm. Nó có khi thì làm một tuần làm 3-4 ngày, có khi thì tuần làm suốt ngày cũng suốt tuần cũng có. Dạ. Nhưng mà tuổi của anh là tuổi về hưu rồi mà phải không? Dạ rồi, tuổi về hưu nhưng tôi chưa có được cái tiêu chuẩn hưu, tại vì tôi cũng mới qua đây, Việt Nam mới qua đây, năm 2015 mà. Giờ mình chưa có quốc tịch, thế thì nó cũng chưa đủ, thành ra họ đâu có tiêu chuẩn hưu đâu. Rồi anh mới qua 2015, tới nay là con anh bảo lãnh qua hả? Bà xã bảo lãnh qua, rồi đến năm 2019 là bà mất. 2019 bà mất, cuối năm 2019 đưa bà hữu cốt phải về Việt Nam. Rồi anh có mấy người con? Con thì con riêng của tôi á là có 5 đứa, hiện giờ đang ở Việt Nam hết, không có đứa nào ở bên này hết. Anh ở đây mình anh thôi à? Vậy giờ có một mình thôi. Anh với bà xã sau này là mới cưới nhau rồi bà xã bảo lãnh qua hả? Tôi gặp bà hồi năm 2004, xong rồi 2004 chính thức là gặp là 2000 đến năm 2004 chính thức thì sống với nhau, thì đến 2009 là bà qua bên này, ở bên này tới 2015 bà mới làm bảo lãnh. Mà lúc đó thì tôi cũng định chưa đi, nhưng bà bệnh nhiều á cho nên muốn qua để chăm sóc bà. Nhưng mà qua thì mấy năm sau là bà chết. Rồi hiện tại là anh đang ở xe phòng hay là ở ở đâu? Ở xe phòng, mà nhà này là nhà của anh họ của bà. Dạ. Thì tôi thì cũng thích trồng cây cối này kia nọ, tôi chưa vui nào trong lúc rảnh rỗi á. Dạ. Rồi ở Việt Nam quê anh ở đâu? Việt Nam thì quê thì ở Bến Tre, nhưng mà sau khi chia tay với bà lớn ở Bến Tre thì tôi về Sài Gòn để sống.
Rồi ở Việt Nam là anh làm công việc gì ở Việt Nam? Ở Việt Nam tôi làm nghề xây dựng, tôi là kỹ sư xây dựng ở Việt Nam à. Qua đây phải đi làm phụ hồ. Đây, cái nghề ở Mỹ này là nó không bao giờ nó trúng cái nghề của mình đó. Và mình tuổi trẻ thì nó còn phải học hỏi thế, học hoài, còn mình lớn tuổi rồi thôi, đi làm kiếm tiền sống thôi. Nhưng mà khi anh ở Việt Nam tới cỡ tuổi của anh chắc cũng đã nghỉ hưu rồi phải không? À, nếu ở Việt Nam thì năm nay là nghỉ hưu rồi. Yeah. Nếu mà còn ở Việt Nam. À, lúc mà anh mới qua Mỹ á, là tuổi đó của anh á, là anh đi làm hay là anh đã nghỉ hưu rồi? À, còn đang đi làm nhưng mà tôi xin nghỉ. Xin nghỉ thì thời gian đó thật lòng mà nói tôi nghĩ là qua thì một vài tháng ba mất, tại tôi xin đi thăm bệnh thôi. Nhưng mà hồ sơ đi á là mình đi định cư. Nhưng mà qua thì bỏ mạnh lại, 4 năm sau bỏ mất. Rồi anh có khi nào về thăm quê hương thăm con của anh không? À, có về 2 lần. Về năm 2018 rồi 2019 là đưa hữu có trở về. Đâu có qua về Việt Nam. Ở Việt Nam anh còn nhà cửa rồi ở Việt Nam không? À, còn nhà ở Việt Nam. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người yêu tương lai cho anh á, anh muốn người đó tính tình phải như thế nào? Nói chung là mình tôi thì tôi muốn tìm một người bạn để mình tâm sự với nhau thôi, chứ còn cái nhu cầu về gia đình thì không mơ. Lý do là bản thân tôi không có nhiều tiền lắm, thành ra không dám mơ ước nhiều. Rồi nếu như mà đã được làm bạn rồi thì tương lai sau này tính sao, chứ hiện tại thì không dám mơ ước. Rồi anh coi video của em lâu chưa? Dạ sao à? Anh coi video của em lâu chưa? À, coi cái chương trình này hả cô anh? Dạ. À, coi cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà không dám. Chương trình không dám nói lên. Chứ bây giờ thì nói thấy có cái người này ở gần. À, muốn làm quen để làm bạn rồi tới lui thăm hỏi nhau, rồi nó là cái mảnh vườn, chăm sóc mảnh vườn cho vui trong lúc rảnh rỗi rồi đó. Tôi ở nhà thì cái hôm qua tôi gửi cho tôi cái video á, ông chủ nhà ông cũng lớn tuổi rồi, bạn mấy tuổi rồi, thì ông chồng thì tôi ở không, mấy lúc rảnh rỗi thì tôi trồng chăm sóc. Tôi thì rất đam mê cây kiển, thấy cái mảnh vườn của cây gì đó thấy cũng đẹp và thích, muốn làm quen với con đó để có điều kiện nó gần nữa, điều kiện đi tới gần lúc sinh lỗi thăm hỏi nhau. Dạ, chị đó tên gì anh? Tên gì trong cái clip là để rồi chủ vườn vậy, tên gì tôi cũng quên không nhớ. Họ Đinh vậy đó, tên gì quên không nhớ. Chị Đinh Quý đó phải không? Dạ đúng rồi, có cái mảnh vườn nhỏ nhỏ trồng mấy cây bông hoa rồi cây bưởi rồi này kia đó. Dạ. Thì em sẽ gửi video này cho chị ấy xem. Nhưng mà em muốn hỏi anh á là nếu mà chị ấy ok á, thì rất là vui ha. Còn nếu mà chị ấy cảm thấy không phù hợp thì một người khác muốn làm quen với anh á, thì anh có muốn không, hay là anh chỉ muốn làm quen với chị Đinh Quý thôi? Làm quen với điều kiện là bạn bè thăm hỏi nhau cho vui, chứ còn có đứa khác chưa dám đó, nói thật. Thì bản thân mình chưa có đủ điều kiện lắm, không dám nói khác. Dạ. Tại vì ở
đây là ngoài cái lúc đi làm về có một phần nó cũng buồn, đang muốn kiếm một người quen để mình nói chuyện. Ở nhà thì cũng có vài ông lớn tuổi rồi nói chuyện tầm hào vậy thôi, chứ còn muốn tìm một người bạn gái hoặc bạn nam nào đó tâm sự để vui vậy đó. Rảnh rỗi thì đến thăm hỏi nhau. Dạ, yeah, rồi nếu mà một người muốn làm quen với anh á thì anh muốn bản tính của họ phải như thế nào? À, với một cái tôi thì có cái nè, mà với cái điều kiện là tôi hay hút thuốc, hút nhiều này chứ không phải là hút ít đâu, một tuần là hút có khi là cả 2 cây thuốc á. Wow. Cho nên những người mà có thể thông cảm được á thì mình mới còn. Có nhiều người lên cái chương trình thấy là không uống rượu, không hút thuốc, không bài bạc nhiều á, cho nên không dám. Tôi thì nếu mà những người nào ai có thể thông cảm được cái điều kiện hút thuốc, dương trà tôi có 2 cái đó rồi, ngoài ra còn cờ bạc rượu chè là không biết không gì hết. Chỉ có hút thuốc thôi mà hút tới một tuần tới 2 cây lần hả, khủng khiếp quá vậy. Rồi nếu mà một người muốn làm quen với anh á thì anh muốn người đó thí dụ như ở Việt Nam muốn làm quen với anh có ok không, hay là anh chỉ muốn ở Mỹ này thôi? À, ở Mỹ nhưng mà ở cái tiểu bang Cali thôi, còn xa quá thì tôi không dám. Lý do là tiếng Mỹ tôi không biết được nhiều. Còn nghe ví dụ như đi tới lôi thăm lên nhau thì nó cũng hơi khó. Ở Việt Nam thì cũng được, tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cũng hơi khó. Ở cái chỗ là xa xôi rồi gặp nhau đi qua điện thoại nói chuyện thôi, chứ còn cũng không gần nhau được. Anh về anh qua đây rồi anh có biết lái xe chưa? Có lái xe rồi. Dạ. Nhưng mà đi thì qua... cũng xe cũ thôi, xe bình thường chứ không có dạ. Xe tốt lắm. Anh qua đây anh sống ở đây một mình á, không có gia đình con cái ở bên cạnh á, anh có cảm thấy cô đơn không? Buồn lắm chứ. Dạ. Rồi anh bởi vậy mới tìm một người có thể đồng cảm được với mình. À, có nhiều người lên chương trình này thì họ đòi hỏi cao quá, mình không dám. Tôi ngồi coi chương trình này cũng lâu lắm rồi. Dạ. Nhiều người lắm mà người ta đòi hỏi cao quá mình không dám. Nếu mà điều kiện mà tốt thì cái cô gì đó ở chủ vườn á, cô Đinh gì đó, yeah. Thì đó là điều kiện tốt nhất để gặp gỡ đi tới lôi thăm lên. Xa xôi nhiều khi tôi cũng rành tiếng nhiều, không có đi đâu xa được. Rồi anh có khi nào anh nghĩ là anh sẽ về Việt Nam sống không? À, đôi lúc tuyệt vọng cũng muốn cũng có cái suy nghĩ đó nha. Có nhiều lúc cảm thấy nó cô đơn tuyệt vọng, về có điều kiện nếu như mà không có dịch bệnh này thì chắc là tôi về hồi đầu năm. Dạ. Tại vì anh thì anh lớn tuổi rồi, ở đây không có gia đình, không thân nhân gì hết. À, đúng rồi, lớn tuổi sống không có gia đình, rồi quốc tịch chưa có, thì không cũng không. Bản thân tôi là tôi không thích xin trả hoặc nhờ giả, hay là tôi không xin một cái gì với chế độ của chính phủ hết, tôi tự làm tự sống thôi. Nếu mà như vậy nữa rồi anh đi công việc của anh thì không có điều nữa, làm sao mà anh
trang trải đủ mà chi phí sinh hoạt của anh được? Nói chung là nó vừa đủ học chưa chút đỉnh chứ nó không có vừa giả nhiều như người ta. Tại vì chi phí tiền nhà bên này thì nó cũng rẻ, 500 đồng một phòng. Mà ông anh này thì ông mình hùng vô rồi nấu ăn chung với ông thôi. Đi làm thì mình ăn ngoài hết bữa rồi. Còn ngày ăn sáng thì mình tự lo rồi. Về nhà ăn, chiều nhà ăn với ông buổi. Ngoài buổi đó, ngoài cái đó thì mình dọn dẹp chăm sóc nhà cửa cho ổng, tại ổng cũng ở có mình à. Vợ con ổng thì đi làm ở trên Phong Vinh, có mấy cái tiệm neo trên đó ở nhà có mình, rồi lúc thì cũng phải chăm sóc ổng. Như vừa rồi ổng bệnh ổng nằm viện 6 tháng rồi, tôi nghỉ 6 tháng mà phụ chăm sóc ổng. Anh nghỉ 6 tháng luôn rồi thì rồi sinh hoạt phí của anh như thế nào? Ăn uống thì bình thường thôi, thỉnh thoảng thì đi dọn dẹp cây cối cho người ta người kia để lấy tiền, lúc nào không khỏe rồi thì đi làm chút chút thời gian nó nghỉ 6 tháng chứ thật ra trong 6 tháng nó cũng có làm, nhưng từng làm ngày hay ngày đủ tiền không xuống rồi về nhà thì không lấy. Anh rồi các con của anh nó có khi nào gọi điện thoại kêu ba ơi ba về Việt Nam đi không? Nói chung là con gái tôi ở Việt Nam thì nó đời sống nó tương đối, tại nó ba thằng con trai nó cũng đều là kỹ sư du lịch hết. Thì họ có gọi điện thoại kêu anh về không? Đời sống bên đó thì tụi nó sống cũng ổn. Nếu tôi về thì tôi cũng không thích là ngồi, nếu có về Việt Nam thì tôi cũng thích là ngồi không. Để mà con cái nó nuôi, tôi cũng phải kiếm gì thì làm, mà nó làm thì nó phù hợp với cái công sức của mình. Ví dụ như mình nhận thiết kế hoặc là mình tính dự đoán cho mấy công trình rồi mình thiết kế với nhà tư rồi đó, mình cũng kiếm sống được. Anh đã làm công việc kỹ sư bao lâu rồi? Tôi học ra trường năm 80 ha. Làm rất lâu rồi hả? Tôi ra trường năm 80 rồi về quê làm việc được 8 năm ở quê. Thì tôi thấy thấy quá tôi chán không thích, bỏ tôi lên Sài Gòn đi sống. Lên Sài Gòn thì đầu tiên cũng đi làm ở ngoài thì lên lan sao thì về một cái công ty nó thuộc cơ quan nhà nước, nó mời mình vô làm chuyện thì tôi hợp đồng cái hàng năm, mỗi năm như đó. Năm 1993 tôi mới vô đi làm cho nhà nước trả lại thì hợp đồng khoảng 5 năm rồi đến năm 2015 thì đầu năm 2015 là giấy tờ bảo lãnh xong xuôi tôi xin nghỉ. Rồi những lúc rảnh rỗi á, bây giờ thời gian của anh á cũng không có bận rộn lắm, những lúc rảnh rỗi anh là thường làm công việc gì? Nếu mà không có việc gì làm thì ở nhà vòng vòng mà xanh làm mấy công việc tẩy bả dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cây kiển rồi chơi rồi. Nhưng mà cây kiển ở đây thì ổng không có trồng cái loại cây nào quý nên nhiều khi chăm sóc nó cũng chán. Rồi bây giờ thí dụ một cô ở Việt Nam mà muốn làm quen với anh có ok không, hay là anh chỉ thích quen với mấy cô ở bên Mỹ này thôi? Cũng được, nếu ở Việt Nam cũng được. Yeah. Nhưng mà tuổi phải tương đối gần bằng nhau, ít nhất nhỏ nhất thì cũng phải 50 thôi, chứ còn trẻ quá thì không tốt lắm, mình cũng ngại. Các con của anh chắc cũng muốn anh đi lấy thêm một bước nữa phải không?
nói chung là tụi nó thì cũng không không xúi vô mà cũng không cản. Bây giờ mình sống một mình thì nó biết rồi, nó nói thì mà làm sao mà đừng có hại thôi. Anh có thể có sở thích đi thể dục hoặc là nấu ăn gì không? Thì sao cô? Thông thường anh có sở thích là giống như là đi thể dục hoặc là nấu ăn không? À, nấu ăn thì cái chuyện đó là mỗi ngày là mấy ngày mà nghỉ là tôi tự nấu ăn. Nhưng mà có khi thì nấu cũng ngon lắm. Còn đi thể dục là không không có đi, tại vì làm cái ngày này đi suốt ngày mà. Lúc rảnh rỗi thì nghỉ ngơi dọn dẹp nhà cửa nhà thôi, chứ còn không không có đi thể dục như người ta. Anh làm nghề contraction là anh làm cho người Việt phải không? Làm cho Việt Nam không anh? Tại tiếng mình không rành lắm á. Người Việt ở bên này đông, họ nhận cũng có người Việt thôi, ít khi là cho người Mỹ lắm. Đến nhà người Việt nhiều. Giờ mùa dịch này á thì công việc của anh á có điều không? Chắc không điều đâu hả? Cái mùa dịch này thì công việc ít lắm. Mấy năm trước mà chưa có dịch thì công việc cũng nhiều. Lúc tôi qua thì tôi cũng làm hãng được mấy mấy năm á. Tại sao làm cái hãng nó chuyên làm mấy đóng mấy cái tủ trên máy bay á, tủ mà đựng thức ăn trên máy bay á. Rồi làm được mấy năm rồi nó thấy mình lớn tuổi nó tôi nghỉ. Tôi nghĩ mà bây giờ thì cái hãng đó nó cũng đóng cửa nghe cũng năm mấy rồi. Do làm ăn không cũng đạt lắm rồi, nó đóng cửa cũng năm mấy. Rồi về tôi đi làm công nhân định. Ban đầu thì cũng đi làm lung tung, đi trồng cây cỏ, rồi sửa cây, sửa kiển hàng ba. Sau đó đi làm vô làm cái hãng cơ sắt. Mình lớn tuổi rồi, tôi sợ ảnh hưởng mắt nên tôi không muốn làm lâu. Hôm qua làm bên công tác sinh. Mình lớn tuổi rồi, mắt mình yếu. Rồi làm bên cái nghề hàng điện á, sợ ảnh hưởng đến mắt cho nên không làm. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay ha. Hy vọng sau video này sẽ tìm cho anh được một nửa yêu thương nha. Anh có lời nào chào khán giả không? Dạ. Dạ, anh chào khán giả giùm em ha. Dạ, cảm ơn cô Nguyên nhiều. Có điều kiện thì cô Nguyên giúp đỡ giùm. Dạ, rồi xin chào khán giả, chào cô Nguyên. Dạ, bye anh ha. Cảm ơn cô Nguyên nhiều. Dạ, bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.